Xin chào quý vị khán giả bốn phương đã đến với chương trình của vùng trời bình yên. Kính thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong một ngày mới, trong tiết trời có thể nói là hết sức là nắng đẹp của thành phố Hồ Chí Minh. Mà xin mời quý vị đến với chương trình bình luận của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đã nghe nói rất nhiều nghề khởi nghiệp, và trong đó có nghề bán xôi của cô gái trẻ hết sức nuột nà và xinh đẹp của chúng ta. Tên của cô là Ngô Thị Dung, quê quán ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cao nguyên. Và cô đã về với thành phố Hồ Chí Minh để lập thân lập nghiệp hơn 10 năm nay. Và qua rất nhiều nghề, thì bây giờ bé Ngô Thị Dung của chúng ta cùng với những người anh em của mình đang khởi nghiệp bán xôi, xôi xéo và xôi bắp. Mỗi phần xôi là 15k mà thôi. Mỗi ngày thì bây giờ có 4 xe xôi, hiệu xôi mang tên Củ Lý và bây giờ chuyển thân Ngô Dung. Sau 3 tháng bán xôi khởi nghiệp thì hoạt động kinh doanh của bé Dung của chúng ta cũng như những người anh em khá thành công. Hiện tại thì đã có 4 xe xôi như thế này, và mỗi ngày thì mỗi xe xôi sẽ bán từ 300 cho đến 500 phần xôi. Như vậy là 4 xe xôi mỗi ngày bán dao động tầm 1.000 phần xôi. Như vậy là tương đương với thu nhập 15 triệu đồng của một doanh nghiệp nhỏ. Như vậy là bán từ thứ 2 cho đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng. Công việc bán xôi có thể nói là mang cho cô gái rất nhiều những nụ cười, và cô tự hào về nghề bán xôi của mình. Cô bảo rằng cô học nghề bán xôi ở rất nhiều những nơi mà chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt cô gái của chúng ta sinh ra có gốc tại vùng Quảng Nam Đà Nẵng, cho nên việc bán xôi đối với cô rất bình thường. Tuy nhiên, để có một cái phần xôi ngon thì cần phải học hỏi quá trình hấp nấu và lựa chọn giống nếp làm sao cho ngon và kết hợp với các hương vị, ví dụ như là hần phi hay là chả bông hay là chả, thật là ngon và dịu dàng buổi sáng. Đặc biệt là gói phải bọc trong một cái lá chuối để giữ cho xôi luôn luôn có mùi ấm nồng thơm ngon. Vâng, cô rất tự hào khi mỗi buổi sáng rất nhiều anh em đồng nghiệp cũng như khách qua đường ủng hộ cô khi biết cô livestream bán xôi qua TikTok và các phương tiện. Vâng, nghề bán xôi mang lại cho bé Ngô Thị Dung của chúng ta hết sức là nhiều niềm vui. Và trong nụ cười của cô, nụ cười của người khởi nghiệp chiến thắng, nụ cười của một cô gái trẻ hết sức là tuyệt vời, có tinh thần, nghị lực và ý chí, cũng như nụ cười cho tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ hôm nay, đặc biệt là thế hệ sinh năm sau 1990, tức là thế hệ 9X và thế hệ 0X. Vâng, chúng ta cần những doanh nghiệp nhỏ, cần những bạn dám nghĩ, dám làm để vươn lên. Và chúng ta chúc cho chương trình khởi nghiệp của bé Ngô Thị Dung của chúng ta cũng như các đồng đội của mình sẽ ăn nên làm ra và phát triển chuỗi cửa hàng tiệm xôi Ngô Dung ngày càng phát triển hơn nữa, có mặt tại ở mọi con đường, mọi con hẻm ngóc ngách của thành phố Hồ Chí Minh và đa dạng hóa món xôi của mình. Ví dụ như bây giờ bán thêm xôi cộng với xôi gà nướng, rồi xôi thịt nướng, rồi thôi xôi gà bóp dầu mỡ, hay là xôi bò. Vâng, rất nhiều, tức là chúng ta phải đa dạng hóa xôi ăn với rất nhiều các hương vị khác để làm cho ẩm thực xôi ngày càng mang đến với tất cả mọi người chúng ta. Đặc biệt là chúng ta đang bước vào mùa thu và mùa đông, mùa này ăn xôi thì hết sức là tuyệt vời, bởi vì thời tiết hết sức là lạnh lẽo và trời hay mưa, cho nên mỗi buổi sáng chúng ta bỏ 15k để ăn xôi. Tuy nhiên không phải ngày nào cũng ăn xôi, tùy vào thu nhập và sở thích của mỗi người. Tuy nhiên xôi là một ẩm thực của Việt Nam của chúng ta, bởi vì chúng ta là một nền văn minh lúa nước 4.000 năm, và xôi và gạo là hai đặc trưng mang văn hóa Việt Nam, nhưng đó cũng là mang dáng dấp tâm hồn và khí chất của con người Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là những người làm nông nghiệp. Và chúng ta tự hào về đất nước Việt Nam của chúng ta với một nền nông nghiệp phong phú, và chúng ta tự hào đối với những người con nông dân của chúng ta bắt đầu khởi nghiệp bằng những nghề bán cơm, bán xôi, bán cháo, bán mì. Vâng, bán rất nhiều thứ làm từ nông nghiệp. Vâng, con nhà nông cần phải cần cù chịu khó thức khuya dậy sớm kiếm một đồng tiền ở thành phố. Chúng ta phải hết sức
tử tế và làm những việc mà có ích cho đời, những việc làm đẹp cho xã hội. Và mỗi con người chúng ta là một bông hoa của xã hội. Nếu những bông hoa nở đẹp thì vườn hoa của xã hội sẽ ngày càng tuyệt vời và lan tỏa hương thơm đến muôn nơi. Chúng ta chúc cho cô gái của chúng ta ăn nên làm ra. Chúc cho tất cả khách hàng gần xa sẽ ủng hộ cô gái của chúng ta thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Đặc biệt là các cửa hàng có 5, 7, 10 công nhân làm thuê. Đặc biệt là các quán cà phê nhỏ. Vâng, ăn xôi không chỉ là 15k, mà ăn xôi để nhớ về mẹ cha tổ tiên của chúng ta. Và chúng ta tự hào chúng ta là một nền văn minh lúa nước khởi nghiệp bằng xôi. Chúc cô bé thành công rực rỡ. Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ? Ai đã ru ngủ những sông sông cùng em át say về hướng đông? Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói say xeo tháng năm. Người Việt Nam xa nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành xe. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dày với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vô. Dày với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Không wish me quê chấp lâu Việt Nam. Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ? Ai đã ru ngủ những sông sông cùng em á chạy về hướng đông? Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói say xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thao thông bất khuất như cần xe. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dày với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vô. Dày với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Không wish me, we chấp lâu Việt Nam. Không wish me, we chấp lâu Việt Nam. Một vòng Việt Nam, một vòng của văn hóa, lịch sử và tình yêu thương. Em gái bán xôi của chúng ta tên là Ngô Thị Dung. Em sinh ra ở Đắk Lắk, bởi vì cái vùng em sống rất nhiều người nói tiếng Quảng Nam, cho nên là em cũng nói tiếng sống sống người hơi Quảng Nam một chút xíu. Gia đình thì có ba anh chị em, và bé Ngô Thị Dung của chúng ta thì sinh năm 1996, nay đã 28 tuổi. Và bé vừa khởi nghiệp ở cái tiệm xôi Củ Lý, bây giờ thì Ngô Dung. À, bây giờ thì đã được 4 xe rồi. Thì ba anh em chia nhau vào người bạn nữa. Thì bán ở quanh các vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước đây thì bé Ngô Thị Dung của chúng ta làm tóc, làm nail, nhưng mà mất thời gian. Cho nên là em trai của bé Nhung của chúng ta thì quyết định khởi nghiệp. Mỗi gói xôi thì 15k, gồm có 2 phần, xôi xéo và xôi bắp. Thì có một lá chả nhé. Thì bé rất là nhẹ nhàng, dịu dàng và chăm chỉ. Thì cái xe này thì đẩy đi ráp được,
cho nên là kéo ra kéo, kéo vào. Vì bà ấy bé bán ở vỉa hè cho nên là giá cũng 15k và có like qua TikTok thì được rất nhiều quý khách hàng gần xa ủng hộ bé Ngô Dung của chúng ta với một cái tinh thần khởi nghiệp rất là chăm chỉ chịu khó. Thì mỗi ngày bé cũng bán đâu đó tầm vài trăm phần sốt, thì bé cũng có đặt, người ta đặt qua TikTok và bé cũng tham gia vào cái chương trình thiện nguyện phá xôi ủng hộ cho những cái người lang thang. Bé bán xôi từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng, bán từ thứ hai cho đến thứ bảy, nghỉ chủ nhật. Thì công việc làm xôi thì thức dậy hơi sớm một chút, thì tất nhiên thì có cái sự vất vả, nhưng mà con nhà quê thì cũng rất là cần cù chịu khó. Và bây giờ thì ba anh em đã xuống thành phố Hồ Chí Minh khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp ở đây. Với những cái tín hiệu khởi nghiệp ban đầu thì mới 3 tháng, nhưng mà nhờ những cái kênh YouTube thì bé Ngô Thị Như Dung của chúng ta, thì Hiểu Xôi Ngô Dung, cũng được quý khách gần xa biết đến và ủng hộ. Thì hiện tại bé vẫn bán xôi và bán thêm cà phê mang đi. Thì quý vị khán giả gần xa thương bé Dung qua TikTok thì cũng ủng hộ mua xôi, ủng hộ cô gái trẻ khởi nghiệp của chúng ta. Cũng như là nếu muốn đặt với số lượng lớn thì chúng ta cũng liên hệ với số điện thoại trên màn hình, để rồi quý vị sẽ mua xôi cho bé. Chúc bé xôi của chúng ta khởi nghiệp thành công. Hãy đã ghim vào những thanh tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Hãy đã xuống ngủ những song song cùng em a chạy về hướng đông. Con đã về nơi quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói say xeo tháng năm. Người Việt Nam xa đâu mất đáng, thao thơm bất khuất như cơn sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Một vòng Việt Nam, một vòng của văn hóa lịch sử, một vòng của thưởng thức Hiểu Xôi Ngô Dung. Cô bé bán xôi hết sức là trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời, có tinh thần lạc quan phơi phới với cái tinh thần khởi nghiệp của cuộc đời mình, bán xôi xéo và xôi bắp mỗi phần 15k và có bán cà phê mang đi. Cô gái chia sẻ về cuộc đời mình do học lớp 11 giang dở về phụ giúp mẹ và bắt đầu khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp từ Đắk Lắk về thành phố Hồ Chí Minh để mưu cầu hạnh phúc. Chúc cho cô gái khởi nghiệp thành công. Nếu cuộc đời là duyên phận thì ta không lận đận mà làm chi. Nếu vạn sự tùy duyên, đức năng thắng số, thì tình duyên có giang dở, đó cũng là lỗi của bản thân ta. Tử vi kiếp phong ba của mỗi con người, chẳng ai có thể đoán định được chính xác, tuyệt vời, phải không? Thế nên dẫu nắng dầm mưa, đừng nên buông bỏ những cái khát vọng của cuộc đời mình. Tuổi trẻ có sức khỏe, có đam mê, có nhiệt huyết và có sự nhanh nhạy, tinh tế, thông minh, chịu khó với thời cuộc. Tuổi trẻ hội nhập thích ứng với những công nghệ, với những kỹ thuật số cao của thời đại 5.0. Tuổi trẻ luôn luôn phải tự tin, yêu đời, lạc quan và suy nghĩ tích cực. Tuổi trẻ luôn tìm cho mình những hướng đi mới mẻ, khác biệt nhưng dựa trên
những nguồn lực tích cực hiện hữu ở hiện tại. Tuổi trẻ cũng mang trong mình những cái khát vọng chí lớn về ngày mai. Tuổi trẻ cũng phải biết sinh đẻ, học hành, sự nghiệp cho tương lai. Tuổi trẻ cùng cầu an, hạnh phúc đó đây mỗi ngày. Tuổi trẻ cũng chẳng sướng, cũng chẳng khổ, mà chỉ là đủ đầy. Tuổi trẻ chúng ta phải vươn mình hội nhập với bạn bè năm châu bốn biển. Nhìn con đường tử vi 60 con giáp lại cứ đi qua. Chúng ta bước vào đời bằng tử vi khi chúng ta tròn 10 tuổi. Và cuộc sống của chúng ta như một con sóng trôi ở trên đường đời. Khi gặp gió to, sóng to, con thuyền của chúng ta lại phải tìm vào đến những nơi âu thuyền, những nơi khuất gió để trú tránh bão cho an toàn. Cuộc đời là một bài học lớn nhất và tuyệt vời nhất của con người chúng ta. Cuộc đời sẽ sản sinh ra những con người, những sản phẩm, những điều tuyệt vời nhất. Ngày mới an vui đã tới với xôi Ngô Dung. Bé Ngô Thị Dung của chúng ta bán xôi xéo và xôi bắp 15k mỗi phần. Buổi sáng chúng ta tùy vào thu nhập, tùy vào sở thích, tùy vào thói quen và hoàn cảnh. Có người ăn xôi, có người ăn phở, có người ăn cháo. Nói chung ẩm thực Việt Nam là vô cùng phong phú và đa dạng, tùy vào cái thu nhập và cái sở thích, văn hóa ẩm thực của mỗi con người mà chúng ta lựa chọn cho mình một buổi sáng phù hợp. Hôm nay ăn phở, ngày mai ăn xôi, ngày kia lại ăn cháo, đủ thứ. Miễn sao chúng ta cảm thấy năng lượng của một ngày mới là năng lượng của sự tích cực, tươi mới và an vui. Bán gì cũng được, miễn sao là kinh doanh khởi nghiệp bắt đầu với cái đam mê, khát vọng của mình. Có được cái thu nhập, cải thiện cái đời sống, tự chủ về tài chính. Phụ nữ hiện đại không ngại làm kinh tế, tự do về mặt thời gian, quản trị được các nguồn lực. Và bé Ngô Dung của chúng ta, tên thật là Ngô Thị Dung, chỉ sinh năm 1996 là gái Bến Tới, nhưng đã có cái sự khởi nghiệp bắt đầu từ kinh doanh xôi, hai loại xôi, xôi xéo và xôi bắp. Thương hiệu đầu tiên là Củ Lý. Sau một thời gian được rất nhiều các bạn YouTuber ghé thăm và giới thiệu, thì bây giờ tiệm xôi Ngô Dung của chúng ta có bán thêm cà phê Mang Đi, hết sức là nổi tiếng, được quý khách hàng gần xa ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai ghé ủng hộ cho cô gái của chúng ta hiện nay. Mỗi ngày thì cô gái sẽ bán ở tầm 300 cho đến 500 phần xôi. Ngày xưa thì có một tiệm thôi, bây giờ thì làm hai xe xôi. Vì khách hàng hết sức là đông, và đặc biệt là rất nhiều người thì ghé mua ủng hộ 5 phần, 10 phần cho các cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là các quán cà phê. Cho nên là bây giờ thì tình hình làm ăn thì bé Ngô Dung của chúng ta cũng hết sức là đông khớt, và nhận được cái sự cảm tình, mến mộ, yêu quý của khách hàng đi qua đường, thì người người ghé thăm, đặc biệt là các bác lớn tuổi. Người ta thấy một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn lại đi ra bán xôi với một cái nụ cười tươi mới xuyên, bắt đầu một ngày mới từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa, thì người ta cảm thấy hết sức hào hứng. Đặc biệt cô gái có một cái nét duyên, nụ cười khả ái và một cái giọng nói hết sức là nhỏ nhẹ. Vì vậy mà các bác cũng ủng hộ cho cô gái của chúng ta để tiếp thêm cái năng lượng, cái động lực tích cực cho cái sự khởi nghiệp và sự khởi đầu năm của thế hệ trẻ chúng ta. Làm những gì mà bằng cái bàn chân, đôi tay hoặc khối óc của mình, kiếm đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sự chịu thương, chịu khó. Đặc biệt là những người ở vùng quê,
tới về với thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu quá trình lập thân lập nghiệp, ổn định cuộc sống. Thì cũng đã buôn ba rất nhiều nghề trước khi đi bán xôi, cho nên bé Ngô Dung của chúng ta cũng thấu hiểu được cái việc kiếm được cái đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt. Bởi vì bé học dở lớp 11 thì bỏ về, cho nên là phụ giúp mẹ cũng bán hàng, bán tạp hóa ở quê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Rồi sau đó thì trở về với thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, cho nên là cô gái trẻ của chúng ta cũng mang những cái đam mê, những cái khát vọng lớn mà như cô gái đã chia sẻ với tất cả quý vị, và được quý vị hết sức là thương mến và yêu quý ủng hộ cho cô. Chào ngày mới, bình an đến cả nhà. Hiểu xôi Ngô Dung kinh doanh hai loại xôi xéo và xôi bắp, có bán thêm cà phê mang đi. Một phần xôi xéo hay xôi bắp 15k. Bé Ngô Thị Dung của chúng ta, Hiểu Ngô Dung, sẽ bán xôi từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng mỗi ngày trong tuần. Khách hàng khi biết đến bé Ngô Dung, sinh năm 1996, thì ghé ủng hộ, bởi bé Ngô Dung có nụ cười tươi, hết sức nhỏ nhắn và xinh xắn, đang khởi nghiệp. Đầu tiên là hiểu xôi Củ Lý, bây giờ chuyển sang là xôi Ngô Dung. Thì mỗi buổi sáng chăm chỉ chịu khó, thì cô gái của chúng ta cũng thoăn thoắt, nhanh nhẹn tháo vát, bán cũng được 300 đến 500 phần xôi. Quý khách hàng xa gần ở thành phố Hồ Chí Minh, khi biết cô gái qua các phương tiện mạng xã hội, YouTube, thì cũng đã ghé tới mua xôi ủng hộ cho cô gái của chúng ta. Một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, có nụ cười tươi xinh khả ái và hết sức là chịu khó cần cù. Cô gói xôi liên tục, thì khách hàng cũng cảm tình và cũng cảm động, cho nên nhiều người cũng bo cho cô gái. Và hình ảnh của cô gái đã lan tỏa được một cái tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ ngày hôm nay, dám nghĩ, dám làm, cần cù chịu khó khởi nghiệp bằng từ những cái lĩnh vực ăn uống, xôi, cà phê, bánh cân, hủ tiếu, hết sức là vất vả, nhưng mà kiếm được những cái đồng tiền hết sức là chân chính và đáng trân trọng. Chúc bé Ngô Dung bán xôi thật nhiều mỗi ngày.